Chân Phật Đại Lễ Bái. Pháp Đại Lễ Bái có thể tiêu trừ nghiệp chướng, sản sinh Phật duyên lớn. Vì cung kính lễ bái mà dứt bỏ tham sân si và cao ngạo là pháp thể hiện sự cung kính cao nhất, đồng thời còn là môn yoga phù hợp với vận động thân thể. Nhờ có Phật Bồ Tát Chư Tôn phóng quang che chở, tiêu trừ nghiệp chướng tích lũy nhiều kiếp, cuối cùng đạt đến sự thanh tịnh của thân khẩu ý, chứng đắc tự thân phóng quang. Khẩu quyết của đại lễ bái là lễ toàn bộ hư không và hư không tự thân mình, cũng tức là lễ bái vô lượng tất cả chư Phật. Ứng dụng quán tưởng vô lượng tất cả bản thân ta để lễ bái, tâm lúc này tựa như hư không. Đại lễ bái của chân Phật Tông hơi khác với tông phái thông thường. Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn phần đại lễ bái thành 3 kiểu lạy. Đại lễ bái toàn thân chạm đất, tức là cách đại lễ bái theo tạng mật. Đại lễ bái 5 phần chạm đất và quán tưởng đại lễ bái. Trong chân Phật Tông, đại lễ bái có 4 thủ ấn. Thủ ấn Phật Kham là lạy thứ nhất, là thủ ấn đảnh lễ các vị thuộc Phật bộ. Thủ ấn Hoa Sen là lạy thứ hai, thủ ấn này đảnh lễ các vị thuộc Bồ Tát bộ, Liên Hoa bộ. Thủ ấn chắp tay Kim Cang là lạy thứ ba, thủ ấn này đảnh lễ các vị thuộc Kim Cang bộ. Thủ ấn bình đẳng là lạy thứ tư, cũng tức là thủ ấn cúi đầu và khom người, là một lạy bình đẳng Phật bộ, Bồ Tát bộ, Kim Cang bộ, Hộ Pháp bộ và Chư Thiên. Trước khi thực hiện đại lễ bái, đầu tiên hành giả quán tưởng hư không phía trên trước mặt có căn bản truyền thừa thượng sư và thập phương tam thế tất cả Phật, Bồ Tát, Chư Tôn. Giống như các ngôi sao ken dày phủ kín hư không, hành giả lại quán tưởng người thân bạn bè của mình đến cùng đảnh lễ với hành giả. Sau đó hành giả lại quán tưởng trong hư không căn bản thượng sư chư Phật Bồ Tát phóng quang gia trì cho các hành giả. Các hành giả có được sự gia trì của Phật quang, nghiệp chướng tiêu trừ, thanh tịnh quang minh. Một lạy căn bản truyền thừa thượng sư và chư Phật mười phương. Kết thủ ấn Phật Kham, thủ ấn chạm vào thiên tâm của hành giả. Quán tưởng thiên tâm của căn bản thượng sư có một chữ ôm, phóng ra một đường ánh sáng mạnh màu trắng chiếu đến thiên tâm của hành giả, khiến hành giả tất cả thân nghiệp thanh tịnh. Thủ ấn chạm vào hầu luân, quán tưởng hầu luân của căn bản thượng sư có một chữ A, phóng ra một đường ánh sáng mạnh màu đỏ chiếu đến hầu luân của hành giả, khiến hành giả tất cả khẩu nghiệp thanh tịnh. Thủ ấn chạm vào tâm luân, quán tưởng tâm luân của căn bản thượng sư có một chữ hùm, phóng ra một đường ánh sáng mạnh màu lam chiếu đến tâm luân của hành giả, khiến hành giả tất cả ý nghiệp thanh tịnh. Thủ ấn trở về thiên tâm và giải ấn, thân thể cúi xuống, hai tay song song đẩy về phía trước, toàn thân nằm trên mặt đất. Sau đó chắp tay lại và chạm nhẹ vào sau gáy rồi lập tức nhòm người dậy. Lạy đều tất cả căn bản thượng sư và tất cả Phật, mười phương ba đời. Hai lạy các Bồ Tát kết thủ ấn hoa sen, cách lạy và quán tưởng như lúc trước. Lạy đều tất cả Bồ Tát Maha Tát. Ba lạy hộ pháp Kim Cang, kết thủ ấn chắp tay Kim Cang, cách lạy và quán tưởng giống như trước. Lạy đều tất cả hộ pháp Kim Cang, hộ pháp Long Thiên. Bốn là một cúi đầu bình đẳng, kết thủ ấn bình đẳng tại thiên tâm, gập người vào cúi đầu rồi giải ấn. Đại lễ bái 5 phần chạm đất, ngũ thể đầu địa. Đại lễ bái 5 phần chạm đất là cách lạy Phật của Trung Quốc. 5 phần là chỉ trán, hai tay, hai đầu gối, đại diện cho ngũ độc. Cách lạy là kết thủ ấn xong, thủ ấn chạm vào thiên tâm, hầu luân, tâm luân.
Thu Ấn lại trở về thiên tâm và giải ấn. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, hai lòng bàn tay chạm đất. Trán chạm xuống đất xong thì lật ngửa hai lòng bàn tay lên. Sau đó lại đứng dậy. Quán tưởng đại lễ bái là chân Phật Tông Liên Sinh Hoạt Phật, Lư Thắng Ngạn sáng tạo ra. Cách lạy này thuận tiện ở nơi không gian chật hẹp. Hành giả kết ấn xong, Thu Ấn chạm vào thiên tâm hầu luân, tâm luân. Sau đó quán tưởng mình lại trước Phật. Thu Ấn lại trở về thiên tâm và giải ấn.